Thank you.
Chúng ta có thể tiến lên sân khấu nha. Ở phía xa xa kia không biết rằng là có vị khán giả nào của chúng ta biết được đáp án của câu hỏi này hay không đây. Đào Thành sẽ đi đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Đây là tính năng an toàn nào của gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense? Rồi xin mời em xin. Rồi dừng câu hỏi cho bé trai đi. Hệ thống đèn chiếu sáng tự động. Gần chính xác rồi. Rồi, rồi xin mời anh. Cơ hội trả lời đường 2. Hệ thống đèn pha tự động thích ứng. Vẫn chưa chính xác. Đó là bé sai một chút thôi. Dạ, yeah. Rồi, mời chị. Nguyễn Huệ, Walking Seat, Sunday night.